biệt mẫu này dành cho những dòng điện thoại cảm ứng của Vitu chính hãng, rất là sang tinh tế. Đây là một mẫu bao da mà Kỳ Lăng thiết kế riêng cho dòng điện thoại Vitu Meta 1 và Vitu Meta 2 và cả cho Vitu Aron Flip. Về mẫu mã kiểu dáng thì nhìn tựa nhau nhưng mà về kích thước thì sẽ có khác nhau mỗi mẫu một chút, vì độ dày và phía sau camera và chiều cao cũng sẽ khác nhau, nên là cùng kiểu dáng nhưng mà mẫu này cho những dòng cảm ứng và kể cả cho bất kỳ những dòng cảm ứng smartphone nào khác của bất kỳ thương hiệu điện thoại nào, Kỳ Lăng cũng có mẫu bao da này. Nếu quý khách có nhu cầu thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng nhé. Và đặc biệt mẫu này dành cho những dòng điện thoại cảm ứng của Vitu chính hãng, rất là sang tinh tế, vì trên giao diện trên thêm của dòng điện thoại Vitu cảm ứng Meta 1, Meta 2 hay là Aron Flip vân vân thì sẽ có một cái thêm, khi chúng ta nhìn thấy cái thêm có màn hình của đồng hồ trên giao diện, chúng ta đưa vào như thế này. Wow, nhìn thú vị, rất là sang, ngày giờ trên màn hình. Cái vòng tròn này nhìn rất là đẹp, vì xô được, khi chúng ta nhìn vào sẽ thấy được cái giờ trên cái màn hình của điện thoại. Chúng ta không cần phải thao tác, hạn chế bớt việc thao tác lấy ra thấy vô. Chỉ khi nào mình lấy ra lấy vô, lấy điện thoại ra để mình thao tác là mình sử dụng lướt web lên mạng, hoặc là để nghe gọi nhắn tin thì mình sẽ lấy điện thoại ra thôi. Còn không thì mình muốn xem giờ thì mình chỉ việc để như thế này là mình đã xem được giờ rồi. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.